Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kênh đi qua tu hình đó. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác mình chiếc Rinoma con này Thụy Sĩ nha, hàng nhập Thụy Sĩ mà nó có máy V8 này anh em ha. Chiếc này siêu phẩm trong tầm giá 650 anh em mình ha. Chiếc này size 34 anh em nha, nam nữ gì đều cũng được anh em ha. Size để mình đo lại chính xác 34 anh em ha. Nó có một size nữa size 32 nha. Size 34 nếu mà cái size nó hiếm hơn size 37 anh em ha. Size 34 mà chiếc này đầu dây nó tới 20, anh em thấy đầu dây nó tới 22 lận, cho nên mấy nam mình đeo nó sẽ hợp lý hơn mấy chị nữ ha. Mấy chị nữ thì mình thích cái kiểu hơi vô ghề xíu thì mình đeo được nha. Cái này nó có điểm nhấn là hai bên, chiếc này 650 anh em nha. Hai bên nó có chữ hai chữ, mỗi mắt nó có hai chữ R lắp ngược lại anh em á, mỗi bên là có hai cặp anh em nha. Dây thì chưa cắt luôn, rất là dài, và đặc biệt con này nó xài khóa bướm luôn anh em nha. Và máy nó là máy gần như là top rồi anh em ha, máy V8 Thụy Sĩ luôn anh em nha. Nó ghi cái này là, nói chung là sản xuất nhà máy phân phối nó đều là của Thụy Sĩ này anh em ha. Nó vỏ xi nhưng mà chất lượng lắm, anh em yên tâm nha, hàng rất là chất lượng luôn. Chiếc này mình mua có thể là giá bằng tầm 1/7 tới 1/10 giá mới luôn anh em ha. Cực tốt cho anh em mình luôn, lên tay bao đẹp nha, chiếc này full hộp. Anh em mình lấy hộp thì em có thể, tại vì Renoma em cũng hay có hàng, em thu lại cho anh em mình cái hộp này 50.000 nha nè. Hộp này thì khi anh em mình mua thì chắc cũng phải hàng si anh em nha, độ mới và chắc cả 100.000. Nếu mà anh em mình mua chỉ đeo thôi, không có nhu cầu tặng, thì anh em mình lấy cái đồng hồ không thì nó đỡ 50.000 ha, về là đỡ mất công với cái hộp. Dây này thì hơn 20 luôn nè, dây rất là dài luôn ha. Nam nữ gì đeo cũng được anh em nha, làm quà tặng cũng được luôn ha. Hàng Thụy Sĩ V8. Ok, anh em này thích mẫu này vui lòng xem kỹ cái mô tả của em nha, liên hệ em số điện thoại 0768632039 anh em ha. Kéo xuống phần bình luận xem thêm thông tin liên hệ cũng như cách thức mua bán bên em nha. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều, hẹn anh chị em ở cái clip tiếp theo nha. Em chào cả nhà.